Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 180062223 website duyanhweb.com.vn. Giới thiệu về Trường Đại học Trưng Vương. Trường Đại học Trưng Vương được thành lập năm 2010, là trường đại học chất lượng cao đa ngành, đa lĩnh vực và hoạt động tự chủ. Trường đang trên đà trở thành một trong nhóm các trường đại học tốt nhất Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán, kinh doanh và luật, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc cũng như của cả nước, tiến tới cung cấp nguồn nhân lực đạt chuẩn AUN cho cộng đồng ASEAN và thế giới. Tầm nhìn phát triển của Trường Đại học Trưng Vương đến năm 2021 được công nhận trong top 10 trường đại học uy tín với quy mô đào tạo 10.000 sinh viên. Đến năm 2026 có ít nhất một ngành đạt chuẩn AUN là cơ sở đào tạo chuẩn mực trong hệ thống giáo dục quốc gia, tiến tới chuẩn mực của khu vực ASEAN và quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực đủ tiêu chuẩn làm việc và hội nhập trong khu vực ASEAN và thế giới. Các hoạt động đào tạo của Trường Đại học Trưng Vương: 1. Đào tạo cao đẳng, đại học chính quy. 2. Đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học, từ cao đẳng lên đại học chính quy. 3. Đào tạo và cấp bằng thạc sĩ quản lý kinh tế, tài chính ngân hàng. 4. Đào tạo điều dưỡng viên làm việc tại Đức. Các ngành đào tạo của Trường Đại học Trưng Vương. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc 1 kèm 1 hotline tư vấn khóa học 180062223 website duyanhweb.edu.vn. Một ngành kế toán gồm có kế toán doanh nghiệp, kế toán các tổ chức tín dụng, kế toán quản trị, kế toán quốc tế, hệ thống thông tin kế toán trên máy vi tính áp dụng cho ngân hàng và cho doanh nghiệp, kiểm toán doanh nghiệp, kiểm toán ngân hàng. 2 ngành tài chính ngân hàng, 3 ngành quản trị kinh doanh, 4 ngành luật kinh tế, 5 ngành ngôn ngữ Anh. Hoạt động liên kết hợp tác, trường liên kết đào tạo với các trường trong và ngoài nước, các trung tâm đào tạo tiếng Anh, tin học, liên kết đào tạo điều dưỡng viên làm việc tại Đức. Năm 2021, Trường Đại học Trưng Vương dự kiến tuyển sinh 500 chỉ tiêu cho 5 ngành đào tạo: kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, luật kinh tế và điều dưỡng. Đối tượng tuyển sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, hoặc đã tốt nghiệp trung cấp. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa trung học phổ thông theo quy định. Phương thức xét tuyển: Trường Đại học Trưng Vương tổ chức xét tuyển theo các phương thức sau. Phương thức 1, xét theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và những năm về trước. Phương thức 2, xét tuyển theo kết quả học tập trung học phổ thông lớp 12 với thí sinh tốt nghiệp từ 2018 đến 2021. Phương thức 3, xét tuyển thẳng. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 180062223 website duyanhweb.com.vn.